Phó Thủ tướng ủng hộ việc lắp camera giám sát tài xế. Sau 10 lần sửa đổi, dự thảo nghị định thay thế nghị định 86 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô của Bộ Giao thông Vận tải vẫn còn nhiều điểm tranh cãi chưa thể thông qua. Trước việc này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo nghị định, trong đó cần tập trung vào một số nội dung có ý kiến khác nhau giữa các bộ, cơ quan có liên quan. Về lắp đặt camera để ghi hình lái xe và trên xe, Phó Thủ tướng cho rằng việc này hết sức cần thiết nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho hành khách và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Về thời gian lưu trữ dữ liệu, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải thống nhất với Bộ Công an về quy định 24 giờ hay 72 giờ, bảo đảm phù hợp với điều kiện công nghệ và tính chất của từng loại hình doanh nghiệp. Đồng thời, Bộ phải nghiên cứu tích hợp các thiết bị giám sát hành trình trên xe để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước. Trước đó, năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải đã trình Chính phủ dự thảo nghị định thay thế nghị định 86, trong đó quy định các xe container, đầu kéo kinh doanh vận tải hàng hóa và các xe kinh doanh vận tải hành khách 9 chỗ trở lên phải lắp camera lưu trữ hình ảnh tài xế suốt quá trình điều khiển phương tiện tối thiểu 3 ngày. Là một biện pháp hướng đến an toàn cho hành khách, tuy nhiên quy định này lập tức vấp phải nhiều ý kiến phản đối của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải vì lo sợ lãng phí và không hiệu quả. Cũng liên quan đến dự thảo nghị định, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu ý kiến của Bộ Công an, rà soát, chuyển các quy định về xử phạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải sang nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, thay thế nghị định số 46, để ban hành đồng thời với nghị định này. Phó Thủ tướng ra hạn cho Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 5 tháng 11 phải trình dự thảo lên Thủ tướng, đảm bảo rà soát chặt chẽ các nội dung.